Xe cỡ nhỏ giá rẻ, tân binh Honda Brio có thể lật đổ thống soái Hyundai Grand i10. Mời các bạn cùng chúng tôi so sánh xe Honda Brio 2019 và Hyundai Grand i10 2018 để xem mẫu xe cỡ nhỏ mới ra mắt Honda Brio có điểm mạnh gì để đấu với một đại diện sừng sỏ của phân khúc như Hyundai Grand i10 hay không. Trong phân khúc xe hạng A tại Việt Nam hiện nay, Hyundai Grand i10 được xem là đại diện nổi bật nhất. Mẫu xe cỡ nhỏ này thậm chí còn đánh bại ông hoàng Toyota Vios để trở thành mẫu xe được tiêu thụ nhiều nhất nước ta trong 6 tháng đầu năm 2018 với 14.601 xe được bán ra. Theo tin tức xe hơi, trong 3 tháng trở lại đây, Hyundai Grand i10 dù bị Toyota Vios giành lại ngôi vương trong bảng xếp hạng doanh số toàn thị trường nhưng nó vẫn giữ vững ngôi vị số 1 trong phân khúc xe hạng A. Số liệu thống kê mới nhất cho biết tính dồn 9 tháng đầu năm 2018, có tất cả 17.792 xe Hyundai Grand i10 đến tay khách hàng. Xếp sau Toyota Vios với doanh số 18.474 xe. Con số này cho thấy sức hút mạnh mẽ và độ tiên cậy mà khách hàng Việt dành cho mẫu xe cỡ nhỏ được nắp ráp trong nước của Hyundai thành công. Đánh giá xe Hyundai Grand i10, các chuyên gia cho rằng mẫu xe này hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về mẫu xe cỡ nhỏ, phù hợp di chuyển trong thành phố. Grand i10 được nắp ráp tại nhà máy của Hyundai thành công ở Ninh Bình. Sở hữu khoang xe rộng rãi, di chuyển ổn định, khá êm mái và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ở mức ổn. Xe phân phối hai biến thể là sedan và hatchback tại Việt Nam, bao gồm tất cả 9 phiên bản. Giá xe Hyundai Grand i10 2018 giao động từ 315 triệu đến 415 triệu đồng. Cũng giống như Hyundai Grand i10, Honda Brio là mẫu xe cỡ nhỏ thích hợp cho việc di chuyển trong nội đô. Đây là mẫu xe hạng A rất nổi bật tại thị trường Indonesia và Thái Lan. Và mới đây, Honda Việt Nam đã chính thức trình diện mẫu xe cỡ nhỏ Brio tại triển lãm Việt Nam Motor Show 2018. Sự xuất hiện của Honda Brio chắc chắn sẽ khiến cho phân khúc xe hạng A tại thị trường Việt Nam thời điểm cuối năm trở nên sôi động hơn bao giờ hết, bởi Honda Brio được đánh giá là đối thủ đáng gờm của những tên tuổi đình đám như Hyundai Grand 10 Kia Morning hay Toyota Wigo. Đại diện hãng cũng tự tin chia sẻ, Brio mang đầy đủ tinh thần đặc trưng của thương hiệu Honda. Và đây sẽ là sự lựa chọn hàng đầu đối với khách hàng khi có nhu cầu mua một chiếc xe đô thị hiện đại để di chuyển trong điều kiện đường phố đông đúc như Việt Nam. Đánh giá xe Honda Brio 2019, giới chuyên gia nhận xét rằng mẫu xe này sẽ thu hút khách hàng ở thiết kế trẻ trung và cá tính cùng những tiện nghi khá hấp dẫn. Được biết để tăng tính cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc, đặc biệt về giá cả Honda Brio được nhập khẩu từ Indonesia thay vì Thái Lan. Chính vì thế, Honda Brio lưu hành tại Việt Nam sẽ là thế hệ 2 của mẫu xe cỡ nhỏ này, trong khi Brio tại Thái Lan vẫn là thế hệ cũ. Dự kiến Honda Brio sẽ chính thức được bán ra ở thị trường ASEAN vào đầu năm 2019 và Việt Nam là nơi cập bến đầu tiên. Mặc dù giá bán và những thông tin chi tiết về trang bị chưa được hé lộ, nhưng rõ ràng sự có mặt của Honda Brio sẽ đưa ra thêm sự lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng Việt. Và tất nhiên, tân binh nhỏ nhưng có võ của nhà Honda sẽ khiến cho Hyundai Grand i10, Kia Morning hay Toyota Wigo phải thật sự dè chừng. Trong bài viết này, mời các bạn cùng chúng tôi so sánh xe Honda Brio 2019 và Hyundai Grand i10 2018. Để xem mẫu xe cỡ nhỏ mới, nhà Honda có điểm mạnh gì để đấu với một đại diện sừng sỏ của phân khúc như Hyundai Granny 10. Đặc biệt, chúng tôi sẽ tiến hành so sánh sâu hơn về phiên bản hatchback của Hyundai Granny 10 và Honda Brio. Tại thị trường Thái Lan, Honda Brio 2019 có giá dao động từ 495.000 đến 579.000 baht tương đương với từ 363 triệu đến 413 triệu đồng cho cả hai biến thể hatchback và sedan. Còn tại thị trường Indonesia, giá xe Honda Brio 219 hatchback giao động từ 9.150 đến 12.510 USD, tức là tương đương với từ 213,2 triệu đến 291,5 triệu Việt Nam đồng. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, Honda Brio 2019 sẽ được nhập khẩu về Việt Nam từ thị trường Indonesia. Vì vậy, giá xe Honda Brio tại Việt Nam có thể sẽ không quá tranh lệch với mức niêm yết tại Indonesia. Ngoài ra, chắc chắn Honda Việt Nam sẽ phải có tính toán hợp lý về mặt giá bán để có thể hấp dẫn khách hàng trong nước. Hiện tại, các đối thủ của Honda Brio 2019 trong phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A đang có mức giá dao động từ khoảng 300 đến 400 triệu đồng. Cụ thể, Hyundai Granny 10 có giá từ 315 đến 415 triệu đồng. Toyota Wigo có giá từ 345 đến 405 triệu đồng. Kia Morning có giá từ 290 đến 390 triệu đồng hay Suzuki Scenario có giá từ 329 đến 359 triệu đồng. Khi so sánh xe Honda Brio 219 và Hyundai Granny 10, có thể thấy hai mẫu xe này khá ngang ngửa nhau về kích thước. Nếu như Honda Brio 219 có lợi thế về chiều dài và chiều rộng, thì Hyundai Granny 10 lại nhỉnh hơn đối thủ về chiều cao và chiều dài trục cơ sở. Tuy nhiên, nhìn chung cả Grand 10 và Brio đều cố gắng mang đến không gian xe rộng rãi thoải mái cho khách hàng sử dụng. Thiết kế của Brio 2019 và Grand 10 2018 đều hướng tới phong cách thể thao, khỏe khoắn và năng động. Tuy nhiên, khi đặt Brio và Grand 10 cạnh nhau, có thể thấy mẫu xe hatchback của Honda hấp dẫn người nhìn hơn với vẻ ngoài cá tính và sinh động. Thiết kế đầu xe của Brio thu hút người nhìn với những chi tiết nổi bật toan lên sự trẻ trung, hiện đại và không kém phần cá tính và góc cạnh. Có thể kể đến như lưới tản nhiệt Exciting HD Design có điểm nhấn thanh ngang mạ chrome cỡ lớn đặt ngay vị trí trung tâm. Đèn pha halogen vuốt lên phía trên mềm mại. Đèn chiếu ban ngày dạng LED. Hốc gió phụ nằm trên nắp capo kết hợp hoàn hảo với những giải gân dập nổi. Đầu xe của Hyundai Grand i10 gây thiện cảm với khách hàng ở lưới tản nhiệt hình thác nước, cát carding Green đặc trưng của thương hiệu được nhấn nhá bởi màu sơn đen bóng khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn. Đèn pha halogen của xe được nối liền mạch với nhau bởi thanh ngang mạ chrome. Ngoài ra, xe cũng trang bị đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED và hốc đèn sương mù được thiết kế sắc nét. Tiến về phía thân xe, Thân xe của Brio và Granny 10 đều hiện rõ nét sự mạnh mẽ, khỏe khoắn của phong cách thể thao với những đường gân dập nổi, vuốt dài từ vòng bánh đến đèn hậu phía sau cùng sự xuất hiện của ốp hông xe đầy năng động. Gương chiếu hậu của Brio có thể gặp điện, chỉnh điện, tích hợp chức năng xi nhan báo rẽ dạng LED. Granny 10 cũng trang bị tính năng này cho gương xe, trừ các biên bản bay, Ngoài ra, Brio 219 có la răng kích thước 14 hoặc 15 inch tùy phiên bản. Còn bâm xe Granny 10 có duy nhất một kích cỡ 14 inch. Tuy nhiên, tay nắm cửa mạ Chrome mang đến vẻ sang trọng cho Granny 10, trong khi Brio có tay nắm cửa sơn cùng màu với thân xe. Cùng tiến về phía đuôi xe, đuôi xe của Brio được đánh giá là khá đẹp mắt. Các chi tiết kết hợp hài hòa với nhau tạo thành tổng thể sắc nét và cá tính như cánh gió và đèn báo phanh trên cao hay cụm đèn hậu chữ C khá lớn và ống xả mang đậm tính thể thao. Trong khi đó, thiết kế đuôi xe của Hyundai Grand i10 2018 cũng nhận được nhiều lời khen về sự gọn gàng và có tính thực dụng cao như kính sau tích hợp chức năng sấy, đèn hậu lớn tăng tầm quan sát cho tài xế và đèn phanh trên cao dạng LED Đặc biệt chi tiết cản sau phối hai tông màu đen đỏ nổi bật tăng thêm vẻ năng động trẻ trung cho Grand i10. Cả Brio và Grand i10 đều tự tin mang đến không gian xe rộng rãi hàng đầu phân khúc xe cỡ nhỏ. Qua những hình ảnh do gì tại buổi ra mắt ở triển lãm Việt Nam Motor Show 2018, có thể thấy khoang nội thất của Brio có nhiều nét tương đồng với người anh em Honda ra. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu tích hợp các nút bấm điều khiển âm thanh Cụm đồng hồ ba vòng tròn dạng analog thân thiện với người dùng. Những đường giả vân carbon trên bảng điều khiển hay các đường viền màu cam ở các bộ phận khác giúp cho khoang xe của Brio trở nên nổi bật và tràn đầy sức sống. Nếu như Brio cuốn hút với tông màu cam đen cho khoang nội thất, thì tông màu đen đỏ tạo nên sự hấp dẫn cho không gian bên trong xe Granny 10. Xe được trang bị vô lăng ba chấu, bọc da, tích hợp nút điều khiển âm thanh, và màn hình LCD 7 inch tích hợp tính năng định vị hiện đại. Tuy nhiên, có khá nhiều khách hàng phàn nàn về chi tiết các nút bấm trên vô lăng khá to, khiến ngón tay người lái dễ chạm vào trong quá trình điều khiển. Về ghế ngồi, thiết kế ghế ngồi của Brio và Granny 10 không quá sang trọng khi sử dụng chất liệu nỉ hoặc da kết hợp nỉ. Tuy nhiên, thiết kế ghế linh hoạt có thể chỉnh tay, tựa đầu ba vị trí và khoảng cách giữa hai hàng ghế hợp lý nên mang lại cảm giác khá dễ chịu cho người ngồi. Hàng ghế sau của Brio và Granny 10 đều có thể gập lại theo tỷ lệ 60-40 để tăng thể tích khoang hành lý. Nằm trong phân khúc xe cỡ nhỏ giá rẻ nên những trang bị tiện nghi trên Brio và Granny 10 không quá nổi trội. Tuy nhiên cũng có thể mang đến những trải nghiệm hành trình không hề nhàm chán cho người sử dụng. Theo một số thông tin, Vario được trang bị các tính năng tiện nghi như kết nối CD, DVD, radio, màn hình cảm ứng 2G, thông qua các tương tác USB, iPhone, iPod, Aux, Bluetooth, hiển thị qua màn hình giải trí 6.1 inch. Trong khi đó, Hyundai Grand i10 khiến khách hàng thích thú với trang bị màn hình cảm ứng 7 inch, tích hợp hệ thống định vị mang đến nhiều thông tin thú vị về các địa điểm dịch vụ Hyundai 3S trên cả nước và hệ thống giải trí USB Bluetooth AUX hiển thị qua dàn âm thanh 4 loa. Không sở hữu tiện nghi nổi bật nhưng Brio và Granny 10 lại được trang bị nhiều hệ thống an toàn quan trọng như túi khí, chống báo cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cảm biến tốc độ, camera lùi. Và đặc biệt Granny 10 phiên bản 1.2AT 2018 đã được Hyundai thành công trang bị an toàn vượt trội hơn với hệ thống cân bằng điện tử SC giúp Granny 10 dẫn đầu phân khúc về trang bị an toàn. Hyundai Granny 10 2018 được đánh giá cao về khả năng vận hành ổn định, cảm giác lái chắc chắn và khả năng cách âm khá tốt khi di chuyển. Một điểm hạn chế của Granny 10 đó là khả năng chuyển số khá chậm và không được mượt mà khi tăng tốc. Trong khi đó, với hệ thống treo tân tiến, Honda Brio 2019 hứa hẹn sẽ mang đến cảm giác lái thú vị và nhanh nhạy. Xét về thông số kỹ thuật, Brio 219 có chút nhỉnh hơn so với đối thủ Grand i10. Nhìn chung, khi so sánh xe Honda Brio 219 và Hyundai Grand i10 2018, chúng tôi nhận thấy đây đều là những mẫu xe cỡ nhỏ xứng đáng để khách hàng Việt trải nghiệm. Trả lời cho câu hỏi liệu Honda Brio có thể lật đổ Hyundai Grand i10 hay không, có lẽ cần phải đợi đến khi tân binh này chính thức tham gia thị trường Việt vào năm sau. Và rõ ràng với những ưu điểm về không gian xe, vận hành ổn định, chắc chắn và khá tiết kiệm nhiên liệu. Đồng thời có nhiều phiên bản để khách hàng lựa chọn trong tầm kinh phí bình dân phù hợp với điều kiện số đông. Không khó hiểu tại sao Hyundai Grand i10 được lòng khách hàng đến vậy. Tuy nhiên, nếu muốn thay đổi và muốn trải nghiệm những cảm giác lái thú vị cùng mẫu xe cỡ nhỏ mới mẻ đến từ thương hiệu uy tín như Honda thì Brio là lựa chọn không hề tồi một chút nào.